Xin chào các bạn quay trở lại với Tốt Sao Hàn, và như thường lệ ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Vào sáng ngày hôm nay 17 tháng 2, YG bất ngờ thông báo về việc lùi thời gian diễn ra concert online mang tên The Show của Blackpink. Lý do là vì tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hàn và lệnh cấm tụ tập trên 10 người, nên show bắt buộc phải rời để đảm bảo an toàn. Cụ thể, The Show sẽ rời lịch tới 12 giờ trưa giờ Việt Nam vào ngày 31 tháng 1 năm 2021. So với thời gian ngày 27 tháng 12 như kế hoạch trước đó, thì giờ đây fan sẽ phải chờ hơn một tháng nữa mới được gặp Blackpink. Bên cạnh đó thì bốn cô gái nhà YG còn gửi video an ủi người hâm mộ cũng như cảm ơn đội ngũ y bác sĩ và những người ở tuyến đầu chống dịch. Coupling cũng không quên khen ngợi YG thông báo hoãn concert thôi mà làm poster xịn sò hình ảnh bốn cô gái được đầu tư. Và Blackpink đã gửi lời chia sẻ đến người hâm mộ. Với diễn biến phức tạp hiện nay của dịch COVID-19, mình nghĩ mọi người đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn, nhưng điều quan trọng nhất là sức khỏe và sự an toàn của tất cả mọi người khi tham gia The Show. Vì vậy, để đảm bảo rằng chúng mình chuẩn bị concert trong một môi trường an toàn, bọn mình quyết định hoãn lại The Show. Cảm ơn các nhân viên y tế đã làm việc không ngừng nghỉ để mang đến kết quả tốt nhất trong thời gian này và tất cả những người đang làm việc chăm chỉ để cách ly và phòng chống dịch bệnh. Mình không thể đợi để được gặp các bạn càng sớm càng tốt, nhưng để tuân thủ theo những quy định về phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ Hàn Quốc và đảm bảo màn trình diễn sẽ an toàn. Không may là chúng mình đã phải đưa ra quyết định hoãn lại The Show từ ngày 27 tháng 12 đến 31 tháng 1 năm sau. Trong suốt concert, bọn mình đã muốn mang đến cho các cậu sự thoải mái trong khoảng thời gian khó khăn này. Một năm đến và đi, hãy giữ gìn sức khỏe và hãy gặp nhau vào năm sau tại The Show nhé! Chúng mình là Top Sao Hàn và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!